Thưa giáo sư, hôm nay rất là vui sướng đó, được gặp giáo sư nhân cái chuyến giáo sư về thăm quê hương. Xin chúc mừng giáo sư. Thưa tôi có một cái bó hoa. Xin kính biếu giáo sư bó hoa hồng Cảm ơn chứng tỏ tình quê hương. sư, cảm Dạ, ơn cảm ơn giáo sư. Hôm nay đến đây cũng là tôi rất vui và gặp được những cái người mà có một cái lòng thao thức đối với cái bản sắc dân tộc về mọi lĩnh vực, thì đó là một cái niềm vui. Cho nên hôm nay tôi đến đây để mà nói chuyện với các bạn và nói chuyện về một cái đề tài nó cũng có lẽ là bao rộng lắm, nhưng mà tôi rất là hài lòng. Giáo sư Trần Văn Khê, xin giáo sư cho biết là cái nguyên do nào đó mà giáo sư đi vào con đường nghiên cứu nhạc Việt Nam, và xin giáo sư cho biết qua những công trình chủ yếu của giáo sư đóng góp vào cái con đường nghiên cứu đó. Con đường đi tới nghiên cứu âm nhạc Việt Nam nó cũng quanh co lắm. Trước kia tôi là sinh viên trường y, thế nhưng mà trong lúc mà đi học y thì thấy rằng dài bên đường từ nhà tôi đến bệnh viện, bao nhiêu người chết vì nạn đói năm 1900 cuối 43 đầu 44, thì lúc đó tôi đã bỏ học y trở về lập một gánh hát để mà mua gạo gửi cho người miền Bắc đang đói. Thì sau đó có một cái cuộc đi dính liền với tất cả cái phong trào thanh niên lúc đó, rồi làm cho tôi phải rời nước Việt Nam mà đi sang nước Pháp. Thì lúc đó tôi đã học trường chính trị, nhưng học xong trường chính trị rồi thì bỗng nhiên tình cờ có bị bệnh, đi phải vào nhà thương. Mà vào nhà thương thì tháng 8 năm 51, mà đi ra nhà thương tháng 10 năm 54, tức là nằm trong bệnh viện 3 năm 2 tháng. Thì lúc đó có thì giờ suy nghĩ lại công việc gì mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Thì lúc đó thấy rằng không còn thì giờ để mà học y, không còn thì giờ để mà làm những công việc theo chính trị quốc tế, là bởi vì lúc đó tôi được tuyển vào đang mà làm chuyên gia cho Liên Hiệp Quốc. Nhưng mà lỡ cái cơ hội đó rồi thì nằm ở trong nhà thương không có cách chi hơn là đọc sách. Mà đọc sách rồi mới nhớ lại rằng tôi sanh trưởng trong một cái gia đình bốn đời nhạc sĩ. Ông cố tôi là nhạc sĩ, ông nội nhạc sĩ, cha nhạc sĩ, tới tôi nhạc sĩ. Thì thành ra có một cái giống như là có một cái ơn của gia đình và đất nước cho tôi cái một kiến thức về âm nhạc. Thì trong khi tôi nằm ở tại bệnh viện thì đọc lại lịch sử Việt Nam, cho nên nghĩ mình phải làm cái chuyện gì để mà trả lại cái ơn đó. Cho nên tôi làm tất cả những cái công cuộc, vừa đặt đầu nghiên cứu về thư mục, rồi sau đó học hỏi thêm về đàn cổ truyền để mà làm cái luận án tiến sĩ về nhạc học, mà cái đề tài là âm nhạc truyền thống Việt Nam. Thì do đó là một cái sự, nó là một không phải là tình cờ, nhưng mà nó trở lại những cái, người ta nói trở lại những mối tình cũ tức là trở lại cái âm nhạc mà tôi đã thích từ lâu. Cho nên từ trong lúc hồi học nhạc ở trường Trường Chính Ký, tôi đã là chỉ huy dàn nhạc trường Trường Chính Ký. Sau đó ra Hà Nội tôi chỉ huy dàn nhạc trường Hà Nội, nhưng mà lúc đó tâm tư còn vọng ngoại, chưa có nhận thức được cái giá trị của âm nhạc Việt Nam, nghĩ rằng phải có phương Tây đưa vào chúng ta mới có thể đi tiến bộ. Nhưng mà khi nằm ở trong bệnh viện có thì giờ suy tư nghĩ lại thì thấy rằng con đường đó sai. Khi nghĩ rằng con đường đó sai rồi thì bữa sau tôi cho cái đàn piano, tôi cho con gái một người bạn để mà trở lại đàn tranh, đàn nhị, đàn nguyệt, mà tìm lấy tất cả những cái hay, những cái độc đáo của âm nhạc Việt Nam. Thì kể ra cái đó cũng là 30-40 năm nay, thì tôi có được cái may là nghiên cứu âm nhạc, dạy âm nhạc, đọc âm nhạc, viết về âm nhạc. Thì trong 30 năm sống liên tục với âm nhạc mà có thể sống được khỏi cần băn khoăn tới cuộc đời sống vật chất hàng ngày, thì điều đó là một cái điều rất may mắn cho tôi. Vì vậy đó là một sự tình cờ, nhưng mà không phải tình cờ, nó lại trở lại cái cội nguồn là tôi sanh ra trong gia đình âm nhạc, bây giờ trở về với âm nhạc. Thưa thưa giáo sư, để xây dựng có một cái tác phẩm về định hình và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, và đồng thời là cũng để cho các sinh viên của chúng tôi đó học về cái môn phân môn về lịch sử văn hóa văn minh Việt Nam đó,
Thì chúng tôi cũng xin giáo sư cho biết qua nói chung về cái nét tổng quát ấy, về cái bản sắc dân tộc trong âm nhạc. Bởi vì nếu nói tới cái bản sắc dân tộc thì tức là nó có những cái nét độc đáo của nó mà các nước khác không có. Bởi vì nếu mà nói nó có ba cái chuyện, tức là đi từ cụ thể tới trừu tượng, tức là nhạc cụ, nhạc khí, rồi nhạc ngữ, âm nhạc, tức là nói về cách biểu diễn. Thì cái gì là độc đáo của người Việt Nam? Nếu mà nói nhạc cụ thì rất nhiều nhạc cụ từ Trung Quốc chuyển sang. Cũng như bây giờ cái đờn đó, thật ra cái đờn, những cái đờn mà chúng ta thường thấy đó, từ cái đờn tranh, cái đờn tam, cái đờn tỳ bà, đều là từ Trung Quốc chuyển sang. Nhưng mà nó chuyển sang từ lâu, nó đã biến thành dân tộc rồi. Nhưng mà cái đó, mặc dù vậy, cái gốc nó cũng vẫn còn từ nước ngoài đi tới. Cái trống cơm của chúng ta cũng vậy. Cho nên từ trong Lê Tắc, sách Lê Tắc nói rằng phạn cổ bổn vi chim thành giả. Tức là trống cơm tùy từ bên chim thành đi qua, mà chim thành nó là ảnh hưởng của Ấn Độ. Cho nên chúng tôi thấy rằng trống cơm nó rất gần với cái mridangam của người Ấn Độ. Nó gần với cái pakavas của người Ấn Độ. Thì những cái nhạc cụ đó mặc dù rằng đã thành Việt Nam rồi, nhưng mà chưa nói lên được một cái sắc thái Việt Nam. Đưa lên cái trống đó người ta có thể nghĩ rằng gần Ấn Độ. Đưa lên cái đờn tranh người ta nghĩ tới củ sứng. Ta nghĩ tới cái đồng loại là Koto hay là Koto Nhật Bổn hay Kayakum của Triều Tiên. Nhưng mà đưa lên cái đờn bầu Việt Nam không thể ai nói rằng cái đờn đó là cái đờn của nước ngoài. Là bởi vì cái đờn đó chỉ có ở đất nước Việt Nam mà không có những nước khác. Trên một giây mà đánh nhai những cái nút dao động, nó làm ra những bồi âm, rồi có một cái cần để làm cho cái sự căng thẳng của sự dây nó thay đổi. Do đó mà cái độ cao của những âm thanh bồi âm đó nó thay đổi. Cái điều đó là vô cùng độc đáo. Mà đi xa hơn nữa, từ ngày xưa thì cái trống đồng Việt Nam cũng là một cái sắc thái Việt Nam. Là bởi vì người ta nó nghĩ rằng trống đồng có ở Trung Quốc, nó có ở miền Nam Trung Quốc. Và miền Nam Trung Quốc lúc đó cũng chưa hẳn là của Trung Quốc. Là bởi vì nước Việt Nam ngày xưa có đã có tới Quảng Tây, Quảng Đông, thì cái vùng đó cũng vẫn còn là cái vùng đất nước Việt Nam. Rồi người ta nói trống đồng có thể có ở bên các nước khác như là Lào hay là những cái nước khác, có thể qua tới cả Indonesia. Thế nhưng mà rải rác đâu đó có, mà ở tại Đông Sơn là đặc biệt của Việt Nam. Huống chi sau này khi khai quật được, thấy những cái hoa văn trên những trống đồng đó, nó còn ở lại trong cái hoa văn váy của những người Mường. Và những có nhiều nơi còn có những cái hiện vật mà dùng, thì chúng ta thấy rằng trống đồng là do nơi người Việt Nam sáng tạo ra, có thể phân phối đi các nơi mà cái gốc vẫn còn là Việt Nam. Cho nên khi đưa trống đồng Ngọc Lũ hay trống đồng khác đưa lên thì cái hình ảnh đó người ta thấy Việt Nam. Bây giờ thì người ta khẳng định như thế, mà chúng ta khẳng định như thế, mà có lẽ thế giới những nhà nghiên cứu học bắt đầu đã khẳng định như thế. Chứ ngày xưa còn mờ mờ, không biết cái đấy của Trung Quốc, không biết cái đó của Ấn Độ, ai cũng không nghĩ rằng dân tộc Việt Nam làm ra. Nhưng bây giờ mình khẳng định như thế. Kể cả ông Anton Hood, khi mà ông nói đi qua tới bên Indonesia, mặc dù thấy có cái những cái dàn trống đồng từ ngày xưa, nhưng mà ông nói cái trống đồng đó là từ bên phía Việt Nam mà đưa sang qua. Thì những cái gamelan gâm bút của bên kia cũng là cái gốc từ bên đây đi qua. Thì cái chuyện đó nó còn là nghi vấn. Nhưng mà dù sao đi nữa, trống đồng vẫn là của Việt Nam. Kể cả gần cái dân tộc ở Trường Sơn, cái đờn đá mà đánh như thế cũng là Việt Nam. Cái đờn đá chưa có nước nào có hết thảy, là bởi vì đá nó đánh nhiều cách khác. Nhưng mà đá ghè đẽo chứ không phải đá mài nhẵn. Đá mài nhẵn thì Trung Quốc có, nhưng mà đá ghè đẽo chỉ có ở Việt Nam. Và thỉnh thoảng người ta thấy một vài nơi lạ lùng là những cái vùng Nam Mỹ, có một bà đó tìm ra được ba thanh đá đưa vào trong bảo tàng viện con người. Nhưng mà rải rác thôi, chỉ tại ở tại cái vùng Tây Nguyên tìm ra được đờn đá đầu tiên là Nhất Thiên Khắc, đá thứ nhì là Khánh Sơn, thứ ba là Bác Ái, kế đó Bình Đa, rồi kế đó có bao nhiêu thanh đá khác, và toàn là những cái chất đá mà đá từ trong núi lửa đi ra, từ cái gọi là cái đá sừng Roscornian Schist Metamorphic, hay là đá thuộc những cái loại Rhyodacit, Rhyolite Porphyry, thì chỉ vùng đó có, mà có những mảnh đá người ta ghè đéo, thì cái đờn đá như thế đó là cũng là đặc biệt của nước Việt Nam, không phải là của dân tộc người Kinh. Nhưng mà nước Việt Nam không phải chỉ có người Kinh, mà nước Việt Nam là người Kinh và tất cả 54 sắc dân hiệp lại cũng là trên lãnh thổ đất nước Việt Nam. Thì những người đó là những dân tộc ít người, dân tộc thiểu số, nhưng cũng là người Việt Nam.
Thì do đó bây giờ khi mà thấy đờn đá, người ta nghĩ à cái đó là Việt Nam. Thấy trống đồng, ta nói là Việt Nam. Thấy đờn bầu, ta nói là Việt Nam. Thấy cái sinh tiền, người ta nói Việt Nam. Là bởi vì sinh tiền độc đáo vô cùng, chỉ một cái nhạc cụ nhỏ mà nó có ba chức năng, vừa đánh lại thành là cái sân, tức là gõ, hai miếng gỗ gõ vào nhau. Nhưng mà còn cỏ quẹt đánh theo nó có cái, như là cái đờn theo đờn violon mà cả như thế, nó có đánh cái tay đánh nó rất rất đẹp. Thì cái đó là một cái điểm thứ nhì là cái cỏ quẹt rồi rung. Rung là cái loại sis rồi. Thì thành ra một cái nó theo bên bên phương Tây nói rằng giữa cricket, rattler và sis, tức là gõ, cỏ quẹt và rung. Mà ba cái đó chức năng trộn chung lại, thêm vào tiếng gỗ và tiếng kim nhập lại, thì cái đó cũng là một cái độc đáo Việt Nam trong cách tạo ra nhạc cụ, độc đáo Việt Nam trong cách trộn lại những cái âm thanh, tức là âm thanh gỗ và âm thanh kim khí, tức là không phải là luôn luôn không phải đơn điệu, mà luôn luôn là đa điệu. Thì cái đó cũng là cái tính cách thứ nhì trong cái cách mà tạo ra nhạc cụ Việt Nam. Cái sông Lan Việt Nam tuy là nhỏ, gõ một cái đưa vào trong lỗ tai rất rõ là tại sao, là bởi vì gõ một cái đem ra phân tích nó thuộc về 3000 Hz, nó hiện lên trên cái băng từ, mà cái lỗ tai con người thích nhất là từ những âm thanh, do những âm thanh từ 2500 cho tới 4500 Hz. 3000 Hz nó lọt vào trong cái vùng thính nhất, cho nên đánh rất nhẹ mà nghe rất xa. Cho nên ông Lép, ông có một cái người nghiên cứu về thanh học, ông đã quá vãng rồi. Khi mà ông nghiên cứu với tôi một số nhạc cụ Việt Nam, ông lắc đầu mà ông kết luận như thế này: nhạc cụ Việt Nam hình thức mặc dù thô sơ nhưng có một cái hiệu quả rất là cao, dùng nhân lực rất ít mà hiệu quả rất cao, gõ rất nhẹ mà nghe rất xa. Thì đó là cái không phải ý của tôi mà ý của cái người bên ngoài nhìn vào, không phải nhìn một cách chủ quan, nhìn một cách khách quan, một cách khoa học, mà nhận thức được cái cá tính của âm nhạc Việt Nam hình thức thô sơ mà hiệu quả rất cao. Đó là cái về nhạc cụ. Rồi ngoài ra nó có cái khác nữa là về trong cái nhạc ngữ, ngôn ngữ nói. Cái ngôn ngữ Việt Nam nó thì từ ở trong dân ca cho tới nhạc truyền thống, lời ca đi đôi với tiếng nhạc, tiếng nhạc đi đôi với lời ca, hai bên nó bổ sung cho nhau, mà luôn luôn tiếng nhạc luôn luôn là theo cái thanh giọng bổng trầm của câu thơ. Thì điều đó là một trong những cái điểm mà chúng ta đã thấy có trong âm nhạc Việt Nam, có trong âm nhạc Trung Quốc ngày xưa, và âm nhạc Trung Quốc ngày nay bắt đầu bỏ cái thanh giọng, chỉ cần lấy cái nét nhạc thôi. Thì cái đó là một điểm. Cái điểm thứ nhì nữa là nó có một cái điệu thức, mà điệu thức Việt Nam từ Bắc chí Nam nó có một cái rất là đồng nhất với nhau về điệu thức. Thì trong âm nhạc Việt Nam nó có cái điệu thức là quan trọng, mà trong điệu thức đó thì chúng ta thấy rằng mặc dù tỉ như thang âm hò sự sang xê công liêu, mà sự công chúng ta rung, mà người Trung Quốc cũng hò sự sang xê công liêu, sự công họ mổ và sang xê họ rung, thành ra cùng một thang âm, nhưng mà điệu thức Việt Nam rõ ràng khi mà sự công rung như thế, cái hơi ra nghe không ai nói rằng của Trung Quốc. Và chính là khi chúng tôi sang Trung Quốc giảng mà chúng tôi nói theo cái phong cách đó, thì người Trung Quốc cũng phải nhìn nhận rằng cái thang âm đó là đặc biệt Việt Nam. Ngoài ra có những thang âm điệu xuân hay là ai cũng là đặc biệt, mà nhất là cái chữ sang. Cái chữ sang Việt Nam nó có 4 cách đánh chữ sang: liêu công xê sang, sự sang họ sự sang. Sang là vui, nhưng mà công liêu công xê sang, công sự họ sự sang. Sang rung nhẹ nhẹ, quảng liêu xê sang, sang liêu sang xê sang, sang là xuân thanh thản, nhưng mà khi nó bị rai rứt mà nó bị rứt đi đó, liêu xê sang họ xê sang, sang buồn. Thì thành ra một chữ sang không mà nó có vui, nó có cũng như là liếng thoáng, rồi nó có thanh thản, rồi nó có buồn. Thì tất đó là cái tinh vi của âm nhạc Việt Nam, mà khi đờn như vậy không ai nói rằng cái đó là của Nhật Bản, không ai nói đó là của Triều Tiên với của Trung Quốc, mặc dù rằng tất cả cùng ở chung trong một vùng Đông Á, mà cùng chung trong một hệ thống thang âm điệu thức, nhưng mà của mỗi nước nó có một cái sắc thái riêng, mà sắc thái đó là của người Việt Nam.
cái khác của người Việt Nam nữa là cái quan điểm về diễn tấu nhạc, tức là đưa vô có cái bốn chữ là chân phương qua lá. Học thì học đúng vuông vắn chân thật, nhưng mà khi đánh phải có hoa có lá. Cho nên từ tiết tấu cho tới điệu nhạc cũng vậy, tiết tấu rụp tung gác đi vậy, nhưng mà đánh hoài người ta ngán, cho nên thêm chỗ này cái hoa là tán, thêm này cái lá tán thì nó rụp tung gác tán, rụp tán tung gác, để cái cho cái nét nhạc nó đẹp hơn. Rồi bây giờ Lưu Thúy cũng vậy, hò 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 sư sang, bản thì như thế mà không ai bao giờ mà đánh như thế không ai nghe. Có người đợt họ cộng họ là họ sử sang là sử sang xê cống xê sang họ cộng là họ sử sang, thêm bao nhiêu chữ đó, tức là thêm hoa thêm lá cho nó đẹp. Rồi còn ngoài ra còn đảo phách nữa, thì thành ra cái chuyện mà biểu diễn theo cái phương pháp chân phương hoa lá là một cái quan điểm về mỹ thuật, một cái quan điểm về mỹ học, làm cho người Việt Nam nó có cái phong cách đưa một cái tịnh làm một cái động, tức là biến cái chết thành cái sống. Như đó, cái đó là cái độc đáo của dân tộc Việt Nam, của nhiều nước khác, nhưng mà dân tộc Việt Nam đưa cái đó lên tới một cái đỉnh cao, tức là cho nó thành hệ thống, nói nó ra thành lời. Rồi ngoài ra nữa, cái cách đánh trống cũng vậy, cái cách đánh trống của chúng ta cũng vô cùng độc đáo. Mặc dù đằng trống đánh hai cái dùi như người Trung Quốc, nhưng người Trung Quốc đánh thì không có cái chuyện như chúng ta là tiếng trống đánh thế nào là tối, thế nào là sáng. Tuy nhiên đánh bình thường, ton ron ton các ton là bình thường, nhưng mà đánh tán ráng tán các tán là cho nó sáng hơn, tịch các tịch là nó tối hơn. Thì đánh sáng tối do nó cái bịt mặt trống hay không, cái âm thanh nó khác. Vì vậy mà trong âm nhạc Việt Nam cái màu sắc của âm thanh vô cùng quan trọng. Cho đến đổi đần, chứ đần ngay cả đần thì bà liêu công C, nhưng mà chữ C đánh gì nhỏ, chữ C đánh gì lớn là hai chữ khác nhau. Cho nên trong đó đần ngay cả đần đáy cũng bị tinh tang một giọng, nhưng mà tinh đánh một giây, tang đánh một giây. Thì cái những cái đó là đo cho chúng ta thấy rằng cái người Việt Nam tế nhị trong cái chỗ mà cho một cái màu âm cho âm thanh. Thì tóm lại, nhạc cụ nó cũng có những cái nét độc đáo, và tôi chỉ đưa ra một vài cái nhạc cụ độc đáo thôi, chứ còn những nhạc cụ khác tuy là từ bên ngoài đưa vào, nhưng mà bây giờ nó có sắc thái Việt Nam, hoàn toàn Việt Nam 100%. Cái đờn tranh bây giờ nó nhất định đờn lên, không ai nói cái đờn lên Trung Quốc, là bởi vì cái cách đờn nó khác, âm thanh dùng nó khác, nhấn nhá nó khác, bài bản nó khác, cái nét nhạc điệu nó khác. Rồi cái đờn nhị mặc dù là của không phải của Trung Quốc cũng lấy của người khác đưa ra, nhưng mà đưa du nhập vào Việt Nam, nó cũng đã biến thành ra một cái đợt hoàn toàn Việt Nam. Thì do đó mà tôi không có nhắc tới trong lúc đầu, chứ nhưng mà bây giờ tất cả nhạc cụ đó là khi nào mà nhập lại là Việt Nam, cả cái đợt Nguyệt. Thì như thế chúng ta thấy rằng nhạc cụ nó có những nét độc đáo, thang âm điệu thức nó có những nét độc đáo, cách biểu diễn nó có những nét độc đáo, từ cái phát âm lên đổ hộp là như thế nào, chứ không phải là ngân. Đổ hộp là như mà thả một hộp châu, nó dòng trên cái mặt. Rồi thì trong đó có những cái chuyện nho nhỏ mà không ai ngờ, tức là chẳng hạn như là khi mà nó có cái lái thì cái luyến khác, cái lái khác, rồi cái lái nó có những lái rút, lái đắp bờ, lái nhúng, lái này kia, thì những cái điều đó là cái tinh vi ở trong tiếng hát. Rồi tiếng hát của Việt Nam chúng ta cũng có những cái quan điểm khác nữa, là chúng ta ưa những tiếng hát làm sao cho nó tròn vành rõ chữ, cho nên do cái tiếng hát vê cái tiếng hát làm cho cái tiếng hát nó tròn đi, không có muốn cho nó có gút mắt. Thì đó, những cái điểm đó là cái điều mà nước Việt Nam đưa ra bằng một cái truyền thống thầy truyền lại cho học trò, mà nó có một cái sắc thái đặc biệt Việt Nam. Thưa giáo sư, lúc nãy giáo sư nói về cái nhạc cụ đó thì nó có rất nhiều. Nhưng mà thưa giáo sư, là liệu là mình có thể mà xây dựng một cái ban quốc nhạc mà nó có bao gồm hầu hết tất cả những cái nhạc mà độc đáo, những cái nhạc cụ mà độc đáo của Việt Nam làm căn bản và đầy đủ như vậy được không? Bây giờ thì chắc có lẽ là khó, là bởi như thế này. Bây giờ khó có thể có một dàn nhạc nào đang đánh đờn tranh với đờn nhị hay là đờn nguyệt hay đờn bầu
mà có tiếng trống đồng hay là tiếng đờn đa, bởi vì cái đó nó nhiều qua, trải qua bao nhiêu thời đại, nó đi qua tới một cái dải dài của đất nước Việt Nam. Trống đồng thì ở Đô Sơn, ở Đồng Trong Sơn, vùng Thanh Hóa, nhưng mà cái đờn đá thì ở miền Trường Sơn, mà trống đồng thì của dân tộc Kinh, có thể người Mường, nhưng mà đờn đá thì là dân tộc ở trong đó, bây giờ thì là dân tộc Rác Lê, nhưng có lẽ là dân tộc khác nữa trước ở tại cái vùng Trường Sơn. Thì cái đó là một cái dân tộc đã khác nhau, niên đại khác nhau, không gian khác nhau và thời gian khác nhau, gặp trở lại thì rất khó khăn. Khó khăn là trong cái chỗ không thể phối hợp được. Thế nhưng mà những cái nhà cụ mà ngay như bây giờ hiện thời giờ, khi mà đờn Tranh, đờn Nhị, đờn Nguyệt, ba cái đó là tam tấu, cũng đã bắt đầu có một cái phong cách Việt Nam rồi. Miền Trung nó có thêm được cái đờn Tỳ Bà, hoặc là đờn Tam có khi thế cho đờn Bầu, gọi là ngũ tuyệt, năm cái đờn ngũ tuyệt. Cái đó cũng là đặc biệt Việt Nam rồi, khi nó ngũ tuyệt là người ta biết Việt Nam. Chứ còn mấy nước khác nó không có cái đó, nó không phải là Cantet, nó không phải là Quatuor, nhưng mà nó là những cái đàn phối hợp theo phong cách của Việt Nam. Thì cái đó tôi thấy rằng chúng ta có thể nghĩ như vậy để mà đưa ra những cái dàn nhạc nó có cái phong cách Việt Nam rồi. Chứ nếu mà đưa cả luôn cả trống đồng với đờn đá vào thì nó có cái khó khăn. Nhưng mà cái đó nó khó khăn chứ không phải là không được đâu. Có lẽ một ngày nào đó nó cũng có một cái người nào đó tìm là cái gì, hoặc là sáng tạo một cái gì mà đều có thể là trống đồng và đờn đá đã đi được, đi đôi được rồi. Thì cái chuyện đó là Lưu Nhất Vũ cũng đã có thể nghiệm trong cái bài Về Nguồn, khi mà đánh cho đờn đá Khánh Sơn, và khi mà tiếng đờn đá Khánh Sơn hợp với trống đồng nghe ra nó cũng rất oai hùng, một sáng tác mới nhưng mà bắt nguồn từ thuở xa xưa. Chào thưa giáo sư, thì như thế riêng về nhạc cụ cũng như nói chung về âm nhạc nói chung đó, thì đối chiếu với các dân tộc khác thì theo giáo sư thì cái nhạc của mình giống với cái nhạc của nước nào nhiều nhất? Bây giờ nó trước kia thì nó có lẽ là nó khác, là bởi vì trước kia cái thời kỳ khi Trung Quốc chưa sang bên đây thì thời kỳ đó là thời kỳ trống đồng, và thời kỳ trống đồng thấy trên mặt đờn Ngọc Lũ thì nó có một cái cả cái khèn bè, và khèn bè đó và có cái xanh thì có điệu múa, thì lúc đó có lẽ có một cái lối nhạc đặc biệt mà chúng ta bây giờ đã thất truyền. Nhưng mà khèn bè không phải chỉ có đất nước Việt Nam, khèn bè có cả dân tộc Nùng, dân tộc Tài, dân tộc Thái, dân tộc cả Trung Quốc, cả Nhật Bản, Triều Tiên cũng có, mà kể cả cái vùng Borneo, Kiluri, Dayak cũng có. Thì cái khèn bè nó có cùng với thể tất cả trong Đông Nam Á và Đông Á, thì không thể nói cái kèn đó là kèn đặc biệt của chúng ta. Nhưng mà trong khi đó chúng ta thấy rằng cái nhạc Việt Nam nó có giống nhiều nhất là Trung Quốc, là bởi vì người Trung Quốc sang đô hộ cũng rất lâu, mà người Trung Quốc đã đưa qua những cái nhạc cụ, chẳng hạn như là cái đờn khụ trứng của Trung Quốc, thì du nhập trong nước Việt Nam đời nào không biết. Nhưng mà Lê Tắc trong An Nam Chí Lược đã nói rằng đại nhạc thì có những cái kèn tất lật, tức là piri, trống cơm, là phản cổ, nhưng mà tiểu nhạc nó có Tỳ Bà và đờn Tranh. Mà đờn Tranh đó, dùng chữ Tranh đó, tức là cái đờn của Trung Quốc, nhưng mà đưa vào trong Trung Quốc rồi thì chúng ta có cái phong cách đờn đã rất khác rồi, nhưng mà nó gần. Thứ ba nữa là có những nhạc cụ khác, tỉ như đờn Tam đó, của chúng ta là san xiện, nó có đại cổ, tiểu cổ, trống đánh cũng gần gần giống nhau. Thì tuy là giống nhau trong hình thức mà khác nhau trong nội dung, đều nó gần lắm, gần đến độ cho khi mà chúng ta nói hò sử sang xê cống, là người Trung Quốc cũng có hò sử y sang xê cống phản liêu. Chúng ta nói cung thương dốc chỉ vũ thì người Trung Quốc cũng có là cung sang khiệu chỉ vũ. Thì tất cả mấy cái đó giống nhau. Có những bản kể cả là chúng ta coi là lưu thủy, thì người Trung Quốc cũng có là liễu sủy, là cao san liễu sủy, tức là cao sơn lưu thủy. Thì chúng ta cũng có cao sơn lưu thủy. Là những cái đó là cái tên bản đã giống nhau nhưng mà cái nội dung bản khác nhau. Rồi có những cái bản mà chúng ta có Bình Sa Lạc Nhạn, Trung Quốc cũng có Bình Sa Lạc Nhạn. Thì tất cả mấy cái điều đó làm chúng ta thấy rằng những cái nhạc cụ giống nhau, về cái cách ký âm giống nhau, về cái bài bản nó giống nhau, thì cái đó là gần nhất là với Trung Quốc. Cũng bản chia ra từng đoạn, chúng ta một bản có nhiều đoạn, tỉ như là bản Lưu Thí Trường nó có mấy lớp, lớp đầu, lớp này, lớp kia, thì bản Trung Quốc cũng có nhiều lớp, mà bản Triều Tiên cũng có nhiều lớp, bản Nhật Bản cũng có nhiều lớp. Thì tức là cả một cái vùng Đông Á đó, nó có những cái bản lớn mà chia ra từng lớp, thì cái đó là chung. Nhưng mà
cái phong cách đờn của Nhật Bản nó chuyển sang qua khác, phong cách đờn của Triều Tiên chuyển sang qua khác, là hệ thống thang âm nó khác. Riêng chúng ta về Trung Quốc hệ thống thang âm gần lắm, hệ thống Bắc chúng ta là gần với cái trân cung chèo, tức là chánh cung điệu của người Trung Quốc lên dây đờn tranh. Khi họ lên dây trân cung chèo, mình lên dây Bắc là y hệt nhau, nhưng mà đờn sử cống mình rung, họ sử cống họ mổ. Và cái cách đờn đó nó vừa do đó mà nó biến khác, nhưng mà gần nhất là Trung Quốc. Cho nên khi mà cả cái nhã nhạc cũng vậy, nhã nhạc từ cái thời kỳ mà ông vua Lê Thái Tôn, tức là sau khi lập được Yên Quốc rồi thì Lê Thái Tổ nhường ngôi cho Lê Thái Tôn, mà Lê Thái Tôn định lại nhã nhạc, thì Lương Đăng là một người trong triều ông Quảng Quang cùng với Nguyễn Trãi được chỉ định ra để mà khai định nhã nhạc, thì ông Lương Đăng bắt chước y khuôn theo nhạc Trung Quốc, đến nỗi ông Nguyễn Trãi không bằng lòng. Ông Nguyễn Trãi không bằng lòng, cho nên cái ngày mà đưa ra giới thiệu nhạc, ông Nguyễn Trãi không giữ trong triều đình. Mà cái nhạc đó vì ngoại lai bắt chước người Trung Quốc cho nên nó chết rất mau, là bởi vì nó không phù hợp với dân tộc Việt Nam. Cho nên nhạc đó mặc dù rằng đưa ra chỉ định ra nó có những cái lối nhạc ngày xưa bắt chước theo đường thượng chi nhạc, đường hạ chi nhạc của Trung Quốc, tăng so chi vậy, thì là cái đó nó không phải là lạ. Do đó mà nó có một cái ảnh hưởng phần nào giống lắm, giống mà khác. Tức là bây giờ đờn ra không bao giờ ai nghe tiếng nhạc Việt Nam mà nói cái đó là của Trung Quốc, chỉ trừ ra cái hơi quản là mình quyết lòng mình bắt chước của người Trung Quốc để đang mình nắm lấy mình làm giàu cho cái âm nhạc của mình, mà không phải đó nó chỉ là một trong những nhiều điệu, chứ không phải là một điệu mà nó lấn áp, nó làm cho tiêu tan tất cả nhạc Việt Nam.